Vâng, xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Tôi là Hồ Huy, một chuyên gia đắm lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là nuôi tôm. Hiện tôi đang là quản lý khu vực miền Bắc của công ty thuốc thủy sản OBS. Hôm nay tôi đang có mặt tại farm nuôi của anh Tân tại xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Đây là một cái farm nuôi với tổng diện tích là 2 hecta, gồm có hệ thống lắng lọc và nuôi. Thì đây là hệ thống lắng lọc. Và hệ thống nuôi thì được dùng cái hệ thống nhà bạt có cái màng tre để đảm bảo ổn định cái nhiệt độ môi trường. Xin mời tất cả anh chị các bạn hãy cùng đi vào trong bên trong cái khu nhà nuôi. Đây là khu nuôi được đầu tư rất là bài bản kỹ lưỡng, không toàn làm bằng khung inox nên là rất là chắc chắn và xanh hiện tượng thì ghét. Hệ thống nhà màng rất là chắc chắn. Hello chào chị. Đây chị đang nuôi ao. Đây cái kia cái ao nuôi. Mỗi ao là gồm khoảng 400 đến 500 mét khối. Hệ dung hầu hệ thống oxy đáy và hai dàn quạt để gom nước thải. Hố chi không thì rất là sâu, giúp cho gom chất thải rất là tốt và để giúp cho môi trường ao nuôi nó tốt hơn. Ao thì ao vuông nhưng mà bo góc để cánh thì góc chết để đảm bảo là gom chất thải tốt hơn và đảm bảo cái hàm lượng oxy hóa tan trong ao nuôi là được phân bổ đều. Và hiện nay thì ngoài trời nhiệt độ khoảng 23-24 độ C, nhưng mà trong này thì nhiệt độ là khoảng 30 độ C, đảm bảo thì nhiệt độ nuôi tôm rất là tốt. Anh Tân thì mời thả lượng của công ty OBS hôm nay là 15 ngày và mời các anh chị bạn hãy cùng xem tôm. Đây là cái ương này là diện tích là 354 mét vuông và anh về 90 bản tôm. Tôm OBS 15 ngày. Anh gieo mật độ khoảng 3 gần 3.000 con. Thì ở đây anh sẽ nuôi 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn ương gieo thì gần 3.000 con và sau khoảng 1 tháng thì anh sẽ gieo sang 2 ao. Và 2 ao thì sau đó sẽ nuôi 1 tháng rồi và giai đoạn 3 sẽ sang 4 ao. Quy trình của anh, cách nuôi của anh là như vậy. Gan tôm 15 ngày, gan tôm rõ, gan ruột rõ ràng, phân săn chắc đẹp. Đi tham quan tiếp. Ao nuôi theo tôi dẫn anh chị đi là ao nuôi khoảng 4 tháng. Hiện nay tôm đang 7 con, ao này 1 tháng săn. Hiện nay ở khu vực miền Bắc để có cái tôm khai tôm như thế này rất là hiếm. Giá hiện nay rất là cao. Thì hiện nay ở khu vực của miền Nam nuôi ngoài trời á thì thời tiết biến động nên là tôm rất là nhiều. Nhưng để miền Nam nuôi trong nhà như thế này, nhiệt độ ổn định như thế này thì đang còn thành công và hiệu quả rất là cao. Nên anh chị và các bạn ở khu vực miền Bắc á, nếu mà muốn nuôi tôm thành công thì hay và đối với một công nghệ cao như thế này, nó sẽ giúp cho chúng ta đảm bảo thì môi trường nó ổn định và chúng ta quản lý cái môi trường nó tốt hơn, giúp chúng ta sẽ nuôi thành công hơn và đặc biệt là sẽ nuôi được vào mùa đông. Và mùa đông thì ở miền Bắc giá rất cao và sẽ tăng lợi nhuận cho tất cả các anh chị và các bạn. Vâng, xin cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.